Du lịch 2024, đánh giá thực tế về giá và chất lượng hải sản Việt Nam từ góc nhìn netizen Trung Quốc. Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Quá trình mặc cả hải sản ở làng chài Mũi Né thú vị quá". Cùng netizen Đông Lào, hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Bạn nên luôn mang theo đế lẩu, nước chấm và dầu mè khi ra ngoài. Thứ sáu bạn sẽ đưa tôi đi cùng chứ? Phải mang theo nhiều thứ. Theo kinh nghiệm cá nhân, khi ra nước ngoài, tôi luôn mang theo mì ớt, hạt tiêu tứ xuyên và các loại nguyên liệu hồi khác nhau để dễ dàng hơn cho bản thân. Đối với những chuyến đi ngắn ngày, nên dùng một phần nhỏ đế lẩu và gia vị. Hai thứ này có thể mang theo bên mình và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. Nhiều nhà hàng ở Thái Lan, Lào, Việt Nam ngon nhưng hương vị và nước chấm đặc biệt của địa phương thực sự gây thất vọng. 75 tệ vẫn còn kêu đắt sao? Phí xử lý ở đảo Vi Châu ít nhất là 500 tệ. Chúng ta đến đảo Vi Châu không đắt lắm. Tôi không dám ăn hải sản khi đến đảo Vi Châu, nên tôi nghĩ quay lại thành đô sẽ rẻ hơn. Hãy để tôi hỏi bạn, bạn có ở khách sạn hay nhà nghỉ B và khi đi du lịch trở Việt Nam không? Một tôi đã theo dõi chuyến đi xe đạp của bạn tại Việt Nam. Trông rất tuyệt. Tôi dự định sẽ đến Việt Nam để du lịch miễn phí sau Tết Nguyên đán. Vợ tôi và tôi đều đã nghỉ hưu. Tôi thấy trên mạng rằng chỗ ở Móng Cái và Hà Nội đắt lắm, xem bạn nói gì nhé. Chỗ ở trong video không hề đắt, mình chỉ muốn hỏi cách đặt phòng với giá rẻ và bạn dùng phần mềm gì để đặt. Cảm ơn bạn, mong nhận được phản hồi từ bạn. Họ ở trong một khách sạn địa phương, muốn đến thì nhớ chọn khách sạn trước. Không phải B và B T D U N H U N G V I C O V I S A D U L I C H N E N C H I C O T H E ở khách sạn một. Nếu muốn tự nấu ăn thì hãy tìm căn hộ khách sạn có bếp. Bạn cần tải Agoda, đặt khách sạn nước ngoài ở đây rẻ hơn. Mũi Né, một ngôi làng nhỏ ven biển, tôi yêu nơi này nhất trong chuyến đi Việt Nam cách đây 7-8 năm, ở đó 4-5 ngày mà không đành lòng rời đi. Chúng tôi ở đây một tuần và ăn hải sản mỗi ngày. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và nhiều nơi. Tôi thích nhất là Mũi Né. An ninh ở đó thế nào? Thật vui khi thấy bạn đi du lịch. Ở đây rất an toàn. 75 tệ để chế biến, 30 tệ để mượn bếp. Nhà bếp không tính phí cho chúng tôi. Tôi biết cuối cùng nó đã bị thu hồi lại. Nếu hai nhà không tìm được người đầu bếp biết nấu đồ ăn cũng không sao, nên ngừng theo đuổi món ngon. Tin hay không thì tùy, nữ chính là người tứ xuyên, làm sao có thể không làm được. Tôi đã theo dõi cô ấy được vài năm và họ nấu ăn rất giỏi. Bạn có bị Tào Tháo đuổi sau khi ăn hải sản tanh trên bãi biển không? Biển gần tất cả các cảng cá nên nơi đây đều có mùi tanh. Miệng tôi chảy nước miếng khi nói về món hải sản xào gừng và hành. Liệu kiểu chế biến này ở các nhà hàng có bí mật thay thế hải sản của chúng ta, như một số nơi ở Trung Quốc? Hải sản rẻ hơn hàng nghìn lần so với Hải Nam. Giá hải sản ở Hải Nam đắt hơn ở đây. Mũi Né cũng là thành phố tôi yêu thích nhất ở Việt Nam. Người Việt có thể nói được tiếng Trung Quốc. Tôi cũng mới đến hôm qua. 99% quán mua hải sản chế biến ven đường ở Mũi Né sẽ thay hải sản sống bằng hải sản đông lạnh ăn nhanh. Khi mặc cả sẽ hỏi bạn có ăn ở đây không và phải theo anh ta đến tận quầy vào bếp để xem anh ta cho nó vào nồi. Chính trên bãi biển này, tôi đã ăn hải sản và chờ hoàng hôn. Bạn có thể đi mua sắm ở làng chài nhỏ bên cạnh. Hôm đó chúng tôi đến đó là đêm Giáng sinh. Có một sự kiện ở một nhà thờ nhỏ, dân làng mời chúng tôi tham gia. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu và tận hưởng sự chiêu đãi của khách. Những phong tục dân gian ở Mũi Né rất giản dị. Ảnh chụp đẹp quá, tôi gần như có cảm giác như đang vui chơi với các bạn vậy. Còn tôi khá thích đảo Phú Quốc. Mũi Né chủ yếu ăn hải sản. Phí xử lý 75 tệ không hề đắt phải không? Sẽ tốt hơn nhiều nếu ở trong một khách sạn biệt thự có bãi biển riêng. Tôi đã đến đó 10 năm trước, ngủ không ngon giấc nhưng khách sạn và giá cả siêu rẻ. Video cô gái tứ xuyên ở Việt Nam. Diệp Tử, chồng tôi hỏi sao em không mua tôm hùm. Bạn không thể mua nó với giá rẻ như vậy ở thành đô, do tôm hùm không tươi lắm. 250.000 không đắt để có người giúp bạn chế biến. Tôm pipi tôi ăn ở bãi biển San Sin có giá 8 nhân dân tệ một bao. Rẻ hơn nhiều so với đi biển ở Trung Quốc, tôi sẽ đi ăn hải sản khi vợ tôi chấp nhận bỏ ra một số tiền. Tôi đã từng đến nơi này rồi. Đó là một làng chài nhỏ. Cảnh đẹp không bỏ rơi bạn, đồ ăn ngon trói chân bạn đúng cách.
chúng tôi cũng mua được tôm hùm khổng lồ siêu rẻ tương tự. Ở đâu không có người Hoa, tôm hùm sẽ trở thành bắp cải. Tôi thực sự muốn chơi với bạn. Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp của Mũi Né chỉ là vì bạn có thể ăn hải sản ngon ở đây. Tôi khá thích Mũi Né. Lúc đó nhà trọ tôi ở rất rẻ, nhà xây ngay bãi biển quá rẻ. Sau đó tôi đến một khách sạn nơi tôi tự xây dựng bãi biển cho mình, khá đẹp. Phong cách của video này đã thay đổi một chút và phần mở đầu khá hay. Chuyến đi đầy kỷ niệm. Năm 2018 tôi đã đi du lịch tự do Mũi Né, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, chúng tôi mua 8 con tôm hùm với giá 50 nhân dân tệ ở một làng chài. Hải sản này quá rẻ. Hải sản ở Nam Á có hương vị tương đối nhạt và cần nhiều loại gia vị khác nhau. Trong khi chỉ cần hấp hải sản từ vùng biển phía Bắc, tôi mua 81.000 đồng 1kg tôm pipi ở làng chài nhỏ Mũi Né. Nguyên liệu tốt và cách nấu đơn giản nhất sẽ làm được thôi. Có rất nhiều trạm chế biến trên con đường phía trên làng chài đó. Tôi không thể giúp được gì cả. Hải sản ở Mũi Né rẻ. Không có nhiều nhà hàng làm đồ ăn ngon. Trước đây có một số nhà hàng do người Hoa mở. Khi tôi đến đó vào tháng 4 năm 2023, tôi không thể tìm thấy nhiều người trong số họ. Nó làm tôi chảy nước miếng. Hải sản ở Mũi Né rẻ nhất tôi từng ăn ở Việt Nam. Nó không ngon bằng ở Nha Trang. Cua tôm rất tươi và ngọt, nhớ bạn quá. Gần 4 năm rồi mình không về đó, mình đang nhớ lại khi xem video của bạn. Tôi rất thích chuyên mục này, những bức ảnh đầu tiên rất tuyệt. Bạn có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn, thật thoải mái. Hải sản miễn phí. Tôi rất muốn đến đó, có công ty du lịch nào đáng tin cậy không? Miệng tôi bất giác chảy nước miếng rồi này. Ngư dân nói tiếng Trung tốt thật. Làm thế nào để có được giấy phép xe máy Việt Nam? Đường ven biển không có cảnh sát giao thông, đường chính không có. Năm đó tôi đến đó ăn ở quán ông cua, tôm hùm không ngon bằng nhưng cháo tôm hùm khá ngon. Đưa tôi đi cùng, tôi có thể nấu ăn. Thôi nào, chúng ta cần một đầu bếp ngay bây giờ. Bạn có được phép mang theo máy bay không người lái không? Tôi đến đó vào năm 2016. Ở làng chài này, việc bạn tôi mặc cả khiến hai ngư dân tranh nhau làm ăn. Cuối cùng tất cả ngư dân đều báo cảnh sát. Tôi mua nó từ cửa hàng hải sản cuối cùng ở làng chài Mũi Né vào năm 2017. Tôm hùm chỉ có giá khoảng 20 tệ. Cua bơi không hề rẻ. Siêu thị Hema đang có khuyến mãi và bạn có thể mua 5 con với giá 99 tệ. Cũng không nhỏ đâu. Người Trung Quốc đang lừa người Trung Quốc khi đi du lịch ở Việt Nam. Đừng hỏi làm sao tôi biết. Tuy nhiên, nó không tốn kém để lừa dối tôi. Giá của con tôm hùm này là thứ tôi chỉ có thể tưởng tượng được ở trong nước sẽ đắt như nào. Có một ông già đang ăn cứ gọi món nhiều, nghĩa là ông ấy rất giàu. Tôi kể với ông ấy rằng có lần tôi ăn 6 triệu, ông ấy lập tức im lặng. Tôi không nói tôi đã ăn nó ở Việt Nam. Tôm này ăn không ngon, thịt rất dai và không có vị. So với tôm và các loại tôm khác thì thịt dai, tươi và ngọt hơn. Tôi thấy rất ngon. Thực ra nó không tệ dù có màu vàng. Bây giờ tôi thích mua loại tôm này về ăn với giá 55 tệ một cân. Một loại tôm biển khác 42 tệ. Không ngon bằng loại này. Thực tế nhất là mua loại tôm cỡ nhỏ, khoảng 30 con một cân, còn màu vàng, ăn vặt đêm khuya được 2 cân, hấp chín rồi chấm với mù tạt và nước tương, và cảm giác sảng khoái như ăn hạt dưa. Chỉ cần những loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng không bị người Trung Quốc ăn thịt thì khả năng cao là chúng không ngon. Nuôi tôm Rumani ở Trung Quốc có tốt không? Vậy thì tại sao nó lại có giá hàng chục nhân dân tệ một bao? Sau đó tôi phải đi ăn. Anh ấy nói ở đó ít người quá. Nếu tôi đến đó chắc chắn sẽ ăn hết. Nghĩ đến thôi là tôi đã chảy nước miếng rồi. Giá ở trạm rang 70 tệ một bao. Tôi thích nhất là ăn tôm Ross. Nếu không đắt quá thì ngày nào cũng ăn được. Nhưng tôi không thích tôm sú và tôm biển. May mắn thay, nó rẻ hơn ở phố cổ. Gần bãi biển có nhiều khách du lịch nên giá cả cũng vậy. Tôi định cư tại Đà Nẵng năm 2015. Ngày nay, tôi không thực sự thích ăn hải sản và tôi nhớ hương vị của Trung Quốc. Mọi người đều biết cách lừa đảo khách du lịch. Bạn đang đùa à, tôi nghĩ hai con cua này trị giá hơn 200 tệ. Chỉ có 260 tệ, không có 900 tệ thì bạn không thể mua được bữa ăn này ở Tam Á. Lần trước vợ chồng tôi ăn hải sản địa phương ở Đà Nẵng, chúng tôi đã bỏ ra hơn 2.000, đắt quá. Bây giờ tôi có thể đến Việt Nam ở Trung Quốc được không? Cần những thủ tục gì? Mua hải sản ở chợ địa phương thực sự rẻ.
giá không hề rẻ, loại nào rẻ nhất cũng 75.000 một kg. Hoạt động kinh doanh này rất tốt và tỷ lệ giá trên hiệu suất rất cao. Đó có một gian hàng hải sản Quảng Đông. Siêu đắt, tôi mới đến đó mà không dám nhìn. Hải sản ở Đà Nẵng đắt đỏ hơn. Giá Đà Nẵng đắt gấp đôi ở Nha Trang và Mũi Né. Tôm hùm, cua, tôm, mực và sò tươi, một bữa ăn không quá 200 tệ. Có lẽ mình được đi du lịch vòng quanh đảo ở Trung Quốc sẽ phù hợp hơn. Việt Nam không bằng Quảng Tây, mong các bạn hướng dẫn khi đi du lịch trong nước. Trong nước thì tự mình đi thôi. Tôi muốn bay thẳng đến Hồ Chí Minh, để thuê một chiếc xe máy và chỉ ghé thăm miền Nam Việt Nam, trong một tháng, có khả thi không? Tôi phát hiện ra mình đã đi hết những nơi bạn đến, lôi cuốn album ảnh ra, Mũi Né đẹp thật, nửa nước nửa sa mạc. Thật ghen tị. Chuyến đi từ Mũi Né có phong cảnh đẹp nhất. Bạn có mối quan hệ tốt và không hay cãi vã, mâu thuẫn dễ nảy sinh khi đi du lịch, bạn luôn hòa hợp và cả hai đều mỉm cười. Ngày nào cũng xem video mà ghen tị quá. Đây chính là làng chài nhỏ này, ngồi trên bậc thềm bến cảng ngắm hoàng hôn và ăn hải sản. Mũi Né là bến tàu thuyền. Bạn có thể ở lại Mũi Né thêm vài ngày nữa, có rất nhiều món ăn vui và ngon. Một ngày thoải mái như thế này là đủ, cần phải di chuyển xe buýt. Tôi đến đó 9 năm trước, lúc đó ở Mũi Né không có nhiều người, tôi ở trong một căn nhà gỗ nhỏ cạnh biển với giá 60 tệ. Có một hành trình như vậy trong đời, không hề hối tiếc. Chiều nay tôi đến Mũi Né, thuê một chiếc xe máy từ khách sạn với giá 120.000 tệ, nóng lòng muốn đến cảng cá cũ xem có hải sản nào giá cả phải chăng không. Tôm hùm đỏ 1,6 triệu 1 kg, con rồng nhỏ màu xanh là 1 triệu 1 kg, ốc hoa là 600.000 1 kg, cua bơi thông thường 600.000 1 kg, con lớn hơn một chút là 600.000. Tôi thực sự bị thuyết phục. Nó đắt gấp đôi so với những gì chúng tôi có ở Uy Hải. Đó thực sự là một trò lừa đảo. Sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra cảng cá mới mà bạn đề cập. Vậy thì bạn đã nhầm, chế biến rẻ 50 tệ một cân, hồi tháng 4. Ở thành phố Hải sản Hàng Châu có rất nhiều quầy hàng bán hết để chế biến, hình như là 60 hoặc hơn 70 tệ một cân. Hàng Châu không hề rẻ. Tôi tò mò tại sao chúng ta không thể để tôm hùm đực và tôm hùm cái cùng nhau sản xuất hạt giống và quản lý cây con của chúng một cách nhân tạo thay vì bắt từng con một.